Ăn đi, nếm thử. Liếm hết rồi, chị hai bỏ tủ lạnh. Lúc đi. Rồi, ăn thử đi. Ba tê cá hồi. Này, à, cái này là vị cá ngừ nha mấy bạn, không phải là cá hồi, cá ngừ. Giải quyết lẹ cho chị hai đi về ngủ. Giải quyết lẹ cho chị hai đi về ngủ. Xuống giường đi nha lên. Xuống giường đi. Lúc kia ngủ dưới giường đi, đừng ngủ chung chị hai. Mỗi đứa ngủ chỗ. Nè. Lúc kia, phô mai nè. Qua đây. Phô mai nè. Thích ăn cục này đúng không? Liếm đi. Liếm thôi chứ chị hai cho ăn đâu. Mới nói cái lẫy. Ok ơi, phô mai ngon quá nè. Ok. Mà lem hết cái tay chị hai đi, nhanh lên. Nè.